Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề thi Mojigoi đợt N1 tháng 12 năm 2022 vừa rồi. Đây là đề thi do bạn Yuki Bùi sưu tầm và CC có đánh lại. Chúng ta chữa phần đầu tiên, môn đai 1, cách đọc của Hán tự. Câu đầu tiên này. Chimu no atarashii nanani ga kimatta. Đây là chữ giám và đây là chữ đốc đúng không? Có nghĩa là gì nhỉ? Huấn luyện viên hoặc là đạo diễn. Thì chữ này sẽ đọc là Kantoku. Như vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án số 3. Đấy. Các bạn biết chữ giám trong từ giám thị đúng nhỉ? Ví dụ như là camera giám sát ấy, người ta dùng từ giám này. Đọc là canxi thì giám sẽ đọc là can hay là gan. Còn chữ đốc sẽ đọc là tô cự. Như vậy đúng của chúng ta sẽ là can tô cự nhá. Những đáp án còn lại như là can đô cự, gan đô cự hay là gan tô cự đều là gây nhiễu. Các bạn lưu ý là cái chữ Hán mà bắt đầu bằng chữ D ấy, thì có thể đọc là tô cự hoặc là đô cự. Chẳng hạn như là chúng ta có một chữ đọc gần giống, ví dụ chữ độc trong từ độc thân đúng không? Đọc là đô cự, đô cư sinh. Nhưng mà cái chữ đốc nó gần dần gần giống nó lại đọc là tô cự. Lưu ý, cái này chúng ta buộc phải nhớ, nếu không chúng ta sẽ bị nhầm. Một số trường hợp thì cách đọc gần gần giống nhau thì có cách đọc cách đọc Hán Việt gần giống nhau thì cách đọc trong tiếng Nhật cũng giống nhau, nhưng mà nhiều trường hợp sẽ khác nhau, các bạn cần phải đặc biệt lưu ý nhé. Câu 2 này. Kore wa gaikoku go kara nanyani shita kotoba desu. Chữ Hán đây là chữ phái và chữ sinh đúng không? Thì chúng ta rất là quen thuộc với chữ gì nhỉ? Các bạn biết cái từ này đúng không nhỉ? Đây. Đọc là Haken. Đấy. Haken là phái cử. Chữ chữ phái và chữ khiển có nghĩa là phái cử, cử đi làm. Thì chắc chắn là sẽ phải đọc là ha, không có âm ngắt. Nhiều rất là nhiều bạn cái chữ này hay đọc là hạc kèn nhá, không phải, đọc hạc kèn là sai. Như vậy là chúng ta sẽ loại trừ được đáp án 3 với 4. Chữ sinh ấy nó sẽ có hai âm onyomi là so và se, thì trong từ này nó đọc là se, chúng ta buộc phải nhớ đúng đây phải là hai. Còn một số từ khác nó đọc là so. Đấy, ví dụ trong từ Iso chẳng hạn, cả đời chẳng hạn, nó đọc là show hoặc là isokeme đấy. Nhưng mà trong trường này đọc là xe, như vậy của chúng ta phải chọn đáp án đúng là hai đúng nhỉ? Hà xe có nghĩa là đây là một cái từ ấy mà nó xuất phát, nó bắt nguồn từ từ nước ngoài. Câu số 3, cách đọc âm kunyomi của chữ này, đây là chữ thấu trong từ thẩm thấu, hoặc là trong tiếng Việt mình có từ xuyên thấu đấy. Moji ga nanyani iru, đây là chữ thấu sẽ có âm kunyomi là tsukeru đúng nhỉ? Như vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ là phải là đáp án 4 đúng không? Chữ xuyên thấu, chữ trong suốt, các bạn có thể gõ Google hình ảnh để ra cái hình ảnh minh họa cho cái này nhé. Các đáp án còn lại ví dụ như là đáp án 1, bokete, đây đánh từ thể t này. Đây là chữ hốt đúng nhỉ? Trong từ tiếng Việt mình trong từ hốt hoảng đấy. Số 2, kakete thì rất là nhiều từ đọc là kakete, kakeru. Nhưng mà nếu mà Kanji N1 ấy, thì chúng ta sẽ có một số chữ, ví dụ đây là chữ đổ này, cá cược đánh bạc này, đấy. Hay là chữ chữ này đúng không? Chữ khu là lao tới, chạy tới này. Hay là chữ chữ huyền nhá, vân vân, vẫn còn nữa. Đặt cược tính mạng. Số 3 là nukete. Nukete là chữ bạt đúng nhỉ? Kanji N2. Câu số 4. Kono mura wa mizumi no nanani wo uketeiru. Đây là chữ ân và chữ huệ đúng không? Ân huệ đọc là onke. Đấy, onke các bạn lưu ý, đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án số 1. Nghĩa của nó là ân huệ hoặc là lợi lộc, lợi ích. Cái ngôi làng này ấy đang nhận được rất là nhiều cái lợi ích, rất là nhiều ân huệ, rất là nhiều lợi lộc từ hồ nước. Các từ ôn e hay là in kê hay là y nghe chỉ là gây nhiễu thôi. Trong đây có một từ, ví dụ từ y nghe này, nó là chữ âm và chữ ảnh, có nghĩa là bóng đấy. Còn lại những cái từ này có thể là tồn tại nhưng mà nó ít dùng thì cũng không liệt kê ra đây. Câu số 5. Kibishi renshu ni nanyani senshu tachi no sugata wo Menishita, đập vào mắt tôi đúng không nhỉ? Là bóng dáng của các vận động viên.
đang gì gì đó vào việc luyện tập rất là khắc nghiệt. Đấy, đây là chữ lâm, âm cư nhomi của nó là nozomu. Đúng, ở đây sẽ phải là số 4. Nó đồng âm cư nhomi với lại chữ 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 vọng đúng không? Thì từ nozomu này có thể hiểu là lâm trận hoặc là tham gia. Trong trường này chúng ta có thể hiểu là tham gia hoặc là đương đầu đối mặt với việc luyện tập. Các đáp án còn lại, ví dụ như là các phương án còn lại, ví dụ như là idomu là chữ khiêu đúng nhỉ, khiêu chiến, thách thức nhá, cho sen sự này. Hagemu là chữ lệ trong từ khích lệ. Hagemu này có nghĩa là nỗ lực, cố gắng. Nayamu là chữ não, kanji N3, N2 có nghĩa là trăn trở. Câu số 6 này. Chosa data wa chikyu no ondankawa wo nanani ni shimeshita. Cái dữ liệu điều tra ấy, nó đã thể hiện cái vấn đề nóng lên toàn cầu. Đây âm Hán Việt là như thực. Đấy, nghĩa của nó cũng như vậy luôn. Thể hiện như thực, thể hiện chính xác, thể hiện một cách rõ ràng cái việc, cái sự nóng lên toàn cầu. Cái câu này sẽ nhiều bạn dễ nhầm, bởi vì là cái chữ chữ đằng trước ấy, chữ đằng sau thì đọc là jitsu thì tất cả đều là vậy rồi. Nhưng mà cái chữ đằng trước sẽ có nhiều bạn nhầm. Chữ đây là chữ như. Chữ này có hai âm oyomi là yo và nio. Đấy, không có trường âm nhé. Vần ư thì sẽ không có trường âm. Nó chỉ có một chữ cái và là ư thì sẽ không có. Ví dụ chúng ta sẽ có những từ đọc là gì nhỉ? Yo, ví dụ này, ketsujo thiếu đúng không? Hay là từ totsujo đột ngột, đột nhiên này, giống từ totsuzen. Đấy. Totsujo. Đọc là nhiều, ví dụ. Nhiều đây. Như Lai nhá, Phật tổ Như Lai đấy, hay là gì nhỉ? Không như ý ấy, người ta dùng từ phứ nhiều y. Đấy. Và trong trường hợp này, cái chữ như của chúng ta nó sẽ đọc là nhiều. Đấy, ví dụ gõ này. Nhiều di sự nó sẽ ra. Như vậy đúng ở đây phải là đáp án số 3. Sao bằng? Thì các câu Hán tự ở trong đề N1 tháng 12 năm 2022 này toàn bộ đều là kanji N1, không có kanji N2 hoặc là cấp dưới giống như một số đề trước. Tiếp theo, chúng ta sang phần Goi, phần từ vựng nhé. Câu 7. Higaisha ni tsuite hodo suru toki wa kame wo muchiite privacy wo nani nani shiteiru. Khi mà truyền tin, khi mà đưa tin về những cái người thiệt hại, về những cái nạn nhân ấy, đấy, thì tôi sử dụng tên giả, đúng không? Đây là tên giả, là tên của họ, không phải tên mình. Sử dụng tên giả cho họ và cái gì đó, cái privacy là quyền riêng tư. Thì ở đây các bạn thấy có cái từ privacy là quyền riêng tư thì nó sẽ đi với từ nào? Các phương án này, đáp án một là từ hogo, có nghĩa là bảo vệ, đấy. Bảo vệ khỏi cái nguy cơ bên ngoài, bảo vệ khỏi những cái đe dọa bên ngoài, nó sẽ đi kèm với lại privacy đúng không nhỉ? Và cái nghĩa cũng hợp lý. Như vậy đúng, đây là đáp án số 1 nhá. Đây là từ đã học ở Mimikara N3. Đấy, năm nay là năm mà người ta cho cả từ vựng N3. Thường các năm sẽ hiếm có từ nào N3 mà người ta cho vào làm đáp án. Thường người ta cho gây nhiễu thôi. Ở số 2 là phòng ngự đúng không? Bogyo. Đấy, bogyo có nghĩa là phòng thủ hoặc là phòng ngự. Có nghĩa là cái sự gì nhỉ? Cái sự phòng thủ tấn công của địch không hợp lý này. Số 3 là chữ cảnh và chữ bị, kebi là bảo vệ, nhưng mà bảo vệ đây là kiểu gì nhỉ? Kiểu cảnh giác ấy, đấy, phòng bị trước những cái tình huống xấu có thể xảy ra, ví dụ như là nhân viên bảo vệ đấy. Ở này trong đề thi N2 năm nay có luôn này. Có cái từ có cái chữ này theo phần cách đọc đấy, kebi. Và số 4 là từ cn, là chữ chi và chữ viện, nghĩa của nó là nguyên si luôn, chi viện hoặc là giúp đỡ, cứu trợ. Không hợp lý, đúng đây phải là một nhá. Câu 8. Konomo ke wa jissai ni atta tatemono wo 20 no 1 no okisa de saigen shita mono desu. Đây là câu mà chọn là tính từ này. Cái mô hình này ấy, nó là một cái thứ mà tái hiện. Tái hiện cái gì? Tái hiện cái công trình ở trong thực tế với tỷ lệ là 1 phần 20.
tái hiện một cách như thế nào. Đấy, các bạn cùng xem các từ nhá. Từ đầu tiên đây là Jujuni, chữ tòng và chữ thuận có nghĩa là gì nhỉ? Ngoan ngoãn, dễ bảo, vâng lời, tuân theo này, không phải. Số 2 là Genseni, là chữ nghiêm và chữ chính, đúng không? Đấy, là nghiêm túc, nghiêm ngặt, cũng không hợp lý lắm. Số 3 là Jujitsu, Jujitsu ni có nghĩa là trung thực, tái hiện một cách trung thực, ở trong tiếng Việt mình cũng dùng ấy, đúng không nhỉ? Tái hiện một cách chính xác, nguyên vẹn, có vẻ hợp lý đây. Và số 4 là Kinto, Kinto là đồng đều, cân bằng, không hợp lý đi với động từ này nhá. Như vậy đúng đây phải là số 3. Đấy, đi với động từ sai gen, tái hiện thì sẽ là tái hiện một cách trung thực, đó đúng là sam bằng. Cái từ Jujitsu ngoài dùng để chỉ cái tính cách con người thật thà, đúng nhỉ, chân thành, thì nó còn dùng với nghĩa là tái hiện, thể hiện một cách chính xác, rõ ràng, không có bóp méo đi. Câu số 9, Kawa no mizu ga sunde ite kire datta no de ryōte de kao aratta, bởi vì nước sông rất là trong sạch cho nên là tôi đã gì đó bằng hai tay và tôi rửa mặt. Chúng ta cùng xem các từ này. Đầu tiên là mekute, mekute động từ mekuru là lật, ví dụ lật lịch, lật trang sách, không phải. Sukute là gì nhỉ? À, là vục, đúng không? Vục hoặc là múc, có vẻ hợp lý đây, bởi vì liên quan đến nước và dùng hai tay. Hasande, hasande là hasamu, là gì nhỉ? Là kẹp, đúng không? Ví dụ như là tay bị kẹp vào cửa này, hay là kẹp xúc xích vào bánh mì. Đấy, hay là chèn cái kẹp vào quyển sách đang đọc dở, hoặc là nói chen ngang vào người khác nhé. Dùng cái này cũng khá là nhiều cái bối cảnh. Kanji thì nó sẽ có cái chữ này. Chắc là các từ đều có kanji hết. Ví dụ đây, mekuru này. Nhưng mà kanji ngoài bảng thực dụng Hán tự. Đấy, cho nên CD cũng không nhớ rõ là âm Hán Việt nó là gì. Đây, sư cự. À, có một cái từ nữa cũng đọc tương tự, nó là chữ cứu. Đấy, nhưng mà trong trường hợp này nó sẽ dùng cái chữ bên này nhé các bạn nhé, không phải là chữ cứu này. Đang chia dạng gốc. Số 3 là gì nhỉ? Chữ hiệp, hà sa mự. Chữ này thì kanji N2 này. Và số 4, tsu man de là tsu ma mự. Đấy, chữ trích, đúng không? Hái hoặc là gắp, đúng nhỉ? Bịt mũi, vân vân, rất là nhiều cái nghĩa. Ở đây đúng rồi, của chúng ta phải là đáp án số 2. Đấy, hinto của nó là nước và bằng hai tay. Câu số 10, isshokenme hataraite tsui ni nanyani no my home o te ni ireta. Đây là một câu đã từng được ra rồi, đúng nhỉ? Đấy, câu này nếu mà chưa từng được ra thì sẽ nhiều bạn sẽ thấy khó nhằn đấy, nhưng mà bởi vì từng ra nên là bạn nào mà chăm làm đề thì sẽ gặp và sẽ làm được. Ví dụ, từ đầu tiên là shibo. Shibo này có nghĩa là nguyện vọng. Từ thứ hai này, hongi là gì nhỉ? À, ý nguyện, tâm nguyện. Và số 3 là yokyu, đúng nhỉ? Ham muốn, khao khát. 4 là nengang là luôn mơ ước, khao khát, mong có. Thì các bạn thấy là nghĩa nó rất là giống nhau. Đấy, nhưng mà cái cụm cố định là n, đúng nhỉ? Đi với danh từ phía sau nhá. Đấy, nó trong trường hợp này cái dạng là gì nhỉ? No n phía sau để thể hiện là một cái luôn ao ước, luôn mong muốn, luôn khao khát, thì chỉ có một phương án duy nhất hợp lý, đấy là đáp án số 4, nên gần. Đấy, nên gần no n có nghĩa là n là cái mà gì đấy nhỉ? Luôn luôn mong có, luôn luôn khao khát có. Còn lại những cái phương án này ấy, mặc dù dịch nghĩa thì gần gần giống như vậy, nhưng mà nó không có cái cách dùng đó, nên là chúng ta sẽ không chọn được. N1 thì nó có rất là nhiều cái biểu hiện mang tính chất gọi là kimari monku hay là kimata hyogen, biểu hiện cố định, buộc chúng ta phải nhớ. Câu 11 này, kire na shashin o toru tame ni wa mazu kamera no nanani o awaseru koto ga taisetsu da. Để chụp được một bức ảnh đẹp thì điều quan trọng, đấy, thì điều quan trọng là gì? Điều quan trọng đầu tiên là phải làm sao?
là phải điều chỉnh cái gì đây? Là phải điều chỉnh cái gì đó của camera đúng không? Chúng ta cùng xem các phương án nhé. Đoạn đầu tiên là pose, là trong mình có cái từ pose đúng không nhỉ? Có nghĩa là tạo dáng kiểu pose không hợp lý này. Điều chỉnh thì không phải là cái kiểu pose của máy ảnh. Đây là gì nhỉ? Đây là cursor. Cursor có nghĩa là con trỏ chuột. Ví dụ đây, ví dụ khi mà dùng chữa bài này, nó hiện cái con trỏ chuột đấy thì dùng cái từ này. Số 3 là pinto. Pinto có nghĩa là cái tiêu điểm, cái tâm ngắm có vẻ hợp lý thôi. Thì khi đi với cụm từ camera no, pinto nó thành như kiểu là cái tâm ngắm của máy ảnh nhá, hoặc là cái tiêu cự. Đấy. Tempo là cái nhịp độ, tốc độ cũng không hợp lý. Như vậy đúng đây phải là đáp án số 3. Đấy. Hoặc là cái cụm này mình có thể dịch thoáng là điều quan trọng đầu tiên là chúng ta sẽ phải lấy nét đúng nhỉ? Thì cái câu này sẽ có nhiều bạn nhầm cái đáp án số 1 bởi vì thấy có pose, các bạn nghĩ đến chụp ảnh pose, nhưng mà phải lưu ý nó là nó có đi với cụm là camera no gì đó aguaceru không? Này không đi kèm. Đúng đây phải là số 3. Câu này cũng tương đối khó bởi vì nhiều bạn sẽ không biết cái đáp án số 2. Đấy, và sẽ phân vân giữa 2 với 3. Câu số 12 này. Zenkoku Taikai wa Shoshutsujou datta ga Kibishi shiai o kachi nuite nan to ka joi ni norikonda kuikonda kakekonda và oikonda. Một câu động từ phức. Tất cả đều có kết thúc bằng động từ cô mự. Đấy. Câu này là lần đầu tiên tham dự kỳ đại hội toàn quốc, thế nhưng mà tôi đã vượt qua đúng nhỉ? Các trận đấu khốc liệt và bằng cách nào đó, đấy, tôi đã gì đó cái vị trí cao, thứ hạng cao. Câu đầu tiên nhá, một này là norikonda có nghĩa là xông vào hoặc là lên tàu xe, cái này không dùng này. Số 2 là kuikonda là gì nhỉ? Ăn vào, lấn sang hoặc là vào sâu được. À đây thì nó hợp lý với lại cái joy nhỉ. Đấy. Như vậy đúng đây phải là đáp án số 2. Số 3 là kakekonda là lao tới. Đấy. Lao tới, lao vào, không phải. Oikonda là lùa, dồn, đúng nhỉ? Ví dụ dồn ai đó đến bước đường cùng hay là lùa bò vào chuồng ấy, dùng cái này. Mặc dù câu này là câu động từ phức thế nhưng mà chúng ta biết rất rõ ba động từ 1, 3 và 4 nghĩa không hợp lý thì đúng nhất ở đây sẽ phải là đáp án số 2. Kuikonda. Đấy, tôi gì đấy? Tôi đã vào sâu được đến tận cái chức này nhá. Trong trường hợp này cái từ cô mự này mang nghĩa như kiểu là cái mức độ của hành động ấy. Đấy, bình thường từ cự là ăn đúng không? Thì ghép với cưới cô mự là kiểu ăn sâu vào, đi vào sâu được trong. Câu 13. Michi annai o shite kureta no de jimoto no hito ka to omottara jitsu wa kankokeku da. Bởi vì người ta chỉ đường cho tôi nên là tôi nghĩ là không biết có phải đấy là người của địa phương không. Thế nhưng không, thực ra lại là du khách. Tekiri, kipari, shikari và hakiri. À, câu này là một câu phó từ. Chúng ta có từ đầu tiên là tekiri là cứ tưởng là, cứ đinh ninh là, cứ nghĩ là. Nó đi với lại cái động từ omou phía sau, cố định. Đúng đây là đáp án số 1. Đấy, ichi này. Số 2 là kipari. Kipari có nghĩa là thẳng thừng, dứt khoát. Nó đi với động từ kotoaru là từ chối nhá. Shikari là chắc chắn và hakiri là rõ ràng. Không phải đi với động từ này nên chúng ta sẽ không dùng. Đúng đây phải là đáp án số 1. Câu này thì các bạn cũng có thể loại trừ 3 phương án 2, 3, 4 và chọn 1. Tiếp theo chúng ta sang phần từ đồng nghĩa. Câu 14 này. Hitsuyou na shiki o chotatsu shita. Từ chotatsu này đã từng được ra trong các năm trước rồi. Có nghĩa là huy động, điều động đúng không nhỉ? Huy động này. Huy động vốn cần thiết thì từ nào mang nghĩa là huy động? Kiểu như là đi xoay sở ấy. Câu 1, harata là trả, azukata là trông giữ, henkyakushita là trả lại và yoishita là chuẩn bị. Thì hợp lý nhất với lại điều động huy động vốn sẽ phải là chuẩn bị vốn đúng không? 4 nhá. Câu số 15. Yamada-san wa onwa na seikaku da. Yamada ấy, anh chị Yamada ấy có cái tính cách rất là ôn hòa, chữ Hán là ôn và hòa nhá. Ôn hòa thì có nghĩa là
Nghĩa như vậy luôn, nghĩa là ôn hòa hoặc là điềm đạm, dễ tính, nhẹ nhàng, đúng nhỉ? Chúng ta cùng xem cái nào nó thể hiện cái điều đấy. Cái tính từ nào thể hiện điều đấy rõ nhất? Các phương án này. Đầu tiên, sawayaka. Sawayaka nếu mà kanji nó sẽ là chữ chữ này đúng không? Chữ sảng, trong từ sảng khoái. Có nghĩa là sảng khoái, dễ chịu, không phải. Số 2, odayaka. Odayaka có nghĩa là điềm đạm, điềm tĩnh, ôn hòa. Đa đúng chắc là hai chữ há là chữ ổn. Số 3, komayaka. Komayaka là chữ tế, có nghĩa là chu đáo, tỉ mỉ, cẩn thận. Và số 4 là karoyaka. Kanji là chữ khinh, có nghĩa là nhẹ nhàng, uyển chuyển. Nó dùng cho động tác. Như vậy đúng nhất ở đây phải là số 2. Nhi bằng. Câu 16. Osusume no spot o oshiete kudasai. Hãy chỉ cho tôi spot. Spot các bạn, nếu các bạn đã từng làm bài đọc hiểu, các bạn sẽ thấy có cái từ gọi là từ kanko spot, đúng nhỉ? Kanko spot nó giống như là kanko chi ấy. Đấy, cái địa điểm du lịch. Thì từ spot này nó nghĩa là vị trí, địa điểm hoặc là nơi, chỗ. Hãy nói cho tôi, hãy chỉ cho tôi cái nơi mà bạn muốn gợi ý tôi, cái nơi mà bạn muốn đề xuất cho tôi đi. Vậy thì đồng nghĩa với nó là gì? Ba sổ, địa điểm này, hợp lý đúng không? Hai, shohin là mặt hàng, hàng hóa. Hoho, phương pháp. Và jiki là thời kỳ, không phải. Đúng đây phải là ichi nhá. Ba sổ. Câu số 17. Kakukoku no chimu no jitsuryoku wa kikkou shiteiru. Thực lực của đội tuyển các nước ấy, nó làm sao? Động từ kikko suru có nghĩa là gì nhỉ? Ngang hàng, đấy, ngang ngửa hoặc là xứng đáng là đối thủ của nhau, không ai chịu thua ai. Vậy thì các bạn sẽ xem cái ý nào nó giống đấy nhất. Sagaru là có khoảng cách. Saganai là không có khoảng cách. Takaku natteiru là nó đang trở nên cao và nó đang trở nên thấp, nó mạnh lên, nó yếu đi. Không liên quan đến cái nghĩa đúng không? Đúng đây phải là hai đúng nhỉ? Thực lực ngang ngửa nhau thì có nghĩa là cái sự cách biệt nó không 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 có. Đấy. Câu số 18, một câu rất là thú vị mà sau khi thi xong rất là nhiều bạn nói là em nhầm nghĩa. Jumin kara no. Đấy. Kaze atari ga soto na mono datta. Nếu mà bình thường chúng ta có từ hi atari có nghĩa là cái hướng chiếu sáng đúng không? Thì cái từ này nhiều bạn sẽ nghĩ là hướng gió hoặc là trúng gió gì đấy chẳng hạn, nhưng mà từ này thì nó mang nghĩa là gì nhỉ? À, là cái sự phê bình, cái sự phê phán nhá, cái áp lực đến từ một bộ phận, từ một phía nào đấy. Thì ở đây nghĩa của nó sẽ là như vậy. Đấy. Cái sự phê phán từ phía người dân ấy, nó là một cái thứ khá là khủng khiếp, khá là lớn. Các phương án này, đáp án số 1 là từ yokyu là yêu cầu, shindai là sự tin tưởng, sự tin cậy, kitai là kỳ vọng và hihan là phê phán. Thì đúng đây phải là đáp án số 4. Hiểu không bạn? Chứ không phải là trúng gió đâu nhá. Đây cũng không có cái phương án nào mang nghĩa là kiểu trúng gió như thế. Các bạn chắc chỉ là đi, các bạn thi về các bạn nói cho vui thế thôi. Câu 19 này. Kamera wa kodomo tachi no adokenai hyojo toraete ita. Máy ảnh ấy nó đã bắt được cái biểu cảm gì đó của những đứa trẻ. Thực ra cái câu này ấy, có thể nhiều bạn sẽ không biết từ đấy, nhưng mà lại thấy có kodomo tachi là bọn trẻ con. Nếu các bạn có thể đoán được ngay nghĩa của nó là hợp nhất cái gì, đúng không? Thực ra nếu mà đề gọi là chuẩn ấy, tức là đề mà hay hơn nữa thì không thể đoán được nghĩa của từ thông qua những cái bộ phận khác, riêng cả ở phần từ đồng nghĩa nhá. Nếu mà đoán vậy thì nó sẽ thường ở môn đai số 4, tí nữa chúng ta làm với lại môn đai 2. Còn môn đai từ đồng nghĩa thì sẽ không đoán được kiểu đó. Nhưng mà như thế này là sẽ nhiều bạn đoán qua đó, đúng không? Những đứa trẻ thì cái biểu cảm gì? Phương son là biểu cảm tỏ vẻ bất an, có vẻ bất an, lo lắng. Shinken là nghiêm túc. Mujaki có nghĩa là ngây thơ, trong sáng. Và Urayamashi sona có nghĩa là có vẻ như là đáng ghen tị. Ghen tị không phải. Đúng đây phải là số 3, đúng nhỉ? Đấy, từ adokenai có nghĩa là ngây thơ, hồn nhiên. 3 nhá.
Tiếp theo, chúng ta sang môn đai 4, môn đai cuối cùng của phần từ vựng và cũng là môn đai chiếm điểm số cao, mỗi câu 2 điểm. Câu 20. Câu 20 đây là chữ xuất và chữ ha, đọc là gì nhỉ? Shuka, đúng nhỉ? Đấy, shuka nó dùng trong bối cảnh nào? Shuka là diễn tả cái việc xuất hàng hoặc là xuất kho của sản phẩm. Câu 1 này. Yume hayu no shuka ni yotte koe no chiketto wa sugu ni kanbai shita. Nhờ cái sự xuất hàng của diễn viên nổi tiếng mà vé của buổi công diễn đã bán hết ngay lập tức, chắc chắn là không đúng rồi. Liên quan đến cái gọi là diễn viên và vé của buổi biểu diễn, buổi công diễn thì nó phải là cái sự gì đấy? Cái sự tham gia diễn xuất, đúng không? Chúng ta có từ shutsu em nha các bạn nhé. Cái từ này phải dùng từ, câu này phải dùng từ shutsu em mới đúng. Câu số 2. Kaigai no juyo ga takamari, Amerika ni shin tenpo no shukka ga kette shita. Nhu cầu của thị trường nước ngoài tăng lên và cái việc xuất hàng của các cửa hàng mới ở Mỹ đã được quyết định. Cái này không phải. Ở đây có một cái dạng cố định, đấy là shin tenpo no gì đó, thì đằng sau đây phải là từ shuten. Đấy, shuten có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là mở cửa hàng. Chẳng hạn như là một doanh nghiệp Nhật vốn chỉ sản xuất ở chợ, vốn chỉ có cửa hàng ở Nhật thôi, nhưng mà bởi vì ở nước ngoài nhu cầu quá là cao cho nên là người ta quyết định mở cửa hàng tại nước ngoài đấy. Đấy, thì cái đấy gọi là shuten các bạn nhé, mở cửa hàng. Câu số 3. Kohyo niyori chumon ga sato shite ite shouhin no shukka ga okurete iru. Do được đánh giá cao mà đặt hàng ập đến, đặt hàng, cái việc đặt hàng được đến liên tiếp. Đấy. Và cái gì nhỉ? Cái việc xuất kho, xuất hàng của sản phẩm đang bị chậm. À, thấy có từ shouhin rồi đúng không? Đấy, shouhin và chumon. À, thì chắc chắn là đây là đáp án phù hợp nhất. Đúng, đây là 3 nhá. Câu 4 này. Konkai no tenrankai de wa kaiga no shukka ga taihan o shimeta. Ở trong cái triển lãm lần này ấy, thì cái việc xuất hàng của những bức tranh, của các tác phẩm hội họa nó chiếm quá nửa. Không phải, riêng với triển lãm. Đấy. Và hội họa này này, chúng ta phải dùng từ shupim. Từ này shupim có nghĩa là gì nhỉ? Tham dự triển lãm. Tiếp theo, câu 21, đây là chữ nhựa, đọc là yuzuru. Yuzuru đây là một động từ đã học ở Mimikara N3. Vậy là năm nay có hai từ ở Mimikara N3 được đưa lên N1. Mặc dù kanji là kanji N1 nhưng mà động từ này đã học ở Mimi N3 các bạn nhé. Từ này có nghĩa là gì nhỉ? Từ này có nghĩa là nhường, ví dụ nhường ghế này, nhường đường này, hoặc là nhượng lại, đúng không? Nhượng lại là bán lại cho giá rẻ một cái thứ gì đấy mình không cần nữa, hoặc là nhượng bộ ý kiến chẳng hạn. Đấy là những cái bối cảnh chính hay dùng cái từ này. Chúng ta cùng xem. Câu 1. Watashi wa socho okite shinbun o gakukate ni yuzuru shigoto o shite iru. Tôi ấy, thì tôi dậy vào sáng sớm và tôi làm công việc nhường báo, nhượng báo đến các gia đình. Chắc chắn là không đúng rồi. Cái này phải là công việc là gì nhỉ? Công việc phát báo đúng không? Cái này mà các bạn nào bên Nhật làm học bổng Asahi chẳng hạn rất là quen thuộc. Kubaru có rất là nhiều từ mang nghĩa là phát. Ví dụ như là kubaru này, hai so này, đấy, hai so suru hay là hai tatsu suru. Câu 2. Gakko no souko no kagi o shokuin shitsu ni yuzuru no sukkari wasurete ita. Tôi đã hoàn toàn quên cái việc nhượng chìa khóa kho của trường cho cái phòng quản lý, cho cái phòng nhân viên. Nào. Chắc chắn là không phải rồi đúng không? Cái từ này chúng ta sẽ thay bằng từ watasu là đưa, trao. Đấy. Chứ không phải là từ nhượng nhá. Câu số 3.
新しいテレビを買ったので古いテレビを友人に譲った。Bởi vì tôi đã mua TV mới nên là tôi đã nhượng lại cho bạn tôi cái TV cũ, hợp lý đúng nhỉ? Bối cảnh này là nhượng lại, bán lại giá rẻ cho một người đồ mà mình không cần nữa. Đúng, đây sẽ là đáp án số 3 nhé. Đấy. Hint tội của chúng ta là đây. Thực ra là cả câu chúng ta có thể coi là hint tội luôn đúng không? Nhượng lại cho bạn TV cũ này và mình mua cái mới. Câu số 4 này. 今朝自宅近くの公園で拾った財布を交番に譲った. Tôi đã nhượng lại cho đồn cảnh sát cái ví mà tôi nhặt được ở công viên gần nhà sáng nay. Chắc chắn là không đúng rồi đúng không? Cái này phải là tôi đã gì đấy? Tôi đã mang tới, tôi đã gửi tới đúng không nhỉ? Tôi đã đưa tới Todoketa thì mới đúng nhá. Đồ mà mình gì nhỉ? Mình nhặt được, mình đưa đến cho cảnh sát thì dùng cái động từ Todoketa. Tiếp theo, câu 22. Câu 22 các bạn lưu ý cái này, nó cách đọc của nó đọc theo kiểu âm kunyomi, không phải đọc là tê điếu cự hay gì gì đâu. Đấy. Cái từ này, cái chữ đầu tiên là chữ gì nhỉ? Chữ đẻ đọc là soko đúng không? Là đáy. Đằng sau là chữ lực. Chikara là sức mạnh. Thì đây sẽ đọc là soko chikara. Có nghĩa là gì nhỉ? Chúng ta có thể đoán nghĩa. Đấy, cái sức mạnh mà ở đáy. Đấy. Nó là cái năng lực tiềm ẩn, cái năng lực tiềm tàng mà bình thường hiếm khi bộc lộ ra, nhưng mà vào những cái hoàn cảnh, những cái bối cảnh đặc biệt ấy thì nó lại bộc lộ. Thì chúng ta sẽ dựa vào đấy chúng ta lựa chọn nhé. Cái này có thể đoán một phần qua nghĩa. Hán tự đúng không? Câu 1 này. 毎日体を運動しているので腕の底力なら誰にも負けない. Bởi vì hàng ngày tôi vận động cơ thể. Cho nên nếu là cái năng lực tiềm tàng của bắp tay, của cánh tay thì tôi không thua ai. Tất nhiên dịch thì vẫn ok, nhưng mà nó không đúng cái bối cảnh định nghĩa vừa rồi đúng không? Câu này chúng ta chỉ dùng đơn thuần cái từ gì nhỉ? Ude no chikara nhá. Không có cái từ, không có cái chữ này đằng trước. Câu số 2. Kare wa medatanai sonzai da ga daiji na bamen de no sokojikara wa sugoi. Anh ấy là một người không có nổi bật mấy, thế nhưng mà cái năng lực tiềm tàng, cái năng lực tiềm ẩn ở những cái hoàn cảnh quan trọng thì rất là khủng khiếp. À, hợp lý đúng không? Đây, bình thường thì không nổi bật này. Nhưng mà sao? Lúc những cái hoàn cảnh quan trọng, đúng cái định nghĩa như vậy, ở đây đã đúng là 2, nhì bằng. Câu số 3. Ishihara-san wa doubutsu no gengo ga wakaru tokubetsu na sokojikara o motteiru. Anh chị Ishihara ấy thì có một cái năng lực tiềm tàng đặc biệt là hiểu tiếng động vật. Này cũng không đúng đúng nhỉ? Nó không đúng cái định nghĩa là một cái bình thường không thể hiện ra nhưng mà cái hoàn cảnh đặc biệt bộc lộ nhá. Đây chúng ta phải dùng từ gì nhỉ? Cái này dùng từ nōryoku. Năng lực. Câu 4 này. 留学して ego hanasu sokojikara o nobashitai to motteiru. Tôi đang nghĩ là muốn đi du học để phát triển cái năng lực tiềm tàng nói tiếng Anh. Đây vẫn là từ nōryoku đúng không nhỉ? Nōryoku. Tiếp theo, 23, một từ rất quen thuộc. Nếu mà bạn nào để ý các bài đăng của sensei thì thấy cái từ này sensei đăng khá là nhiều lần rồi, cùng với lại 9 từ khác thuộc họ nani nani dai có chữ đại đằng sau. Đây là zetsu dai. Từ zetsu dai này nó mang nghĩa là cực lớn, vô cùng lớn. Đấy, nó sẽ đi với những từ cố định như nào. Các bạn nhớ nhé, cái này thường phải nhớ cố định này, xie này. Cái sự ủng hộ đúng không? Cái sự hỗ trợ cực lớn, hay là cái sự tin tưởng cực lớn này, shinyo, hiệu quả cực lớn, koka đúng không? Và power, cái nguồn năng lượng, cái nguồn động lực vô cùng lớn. Và cuối cùng là từ ninki, là từ rất hay đi kèm. Vậy thì đây các bạn sẽ tìm cái nào có ninki các bạn chọn. Thấy ngay là đáp án số 4. Yomba. Ano kashi wa wakahito tachi ni zetsudai na ninki ga aru. Có nghĩa là cái ca sĩ kia ấy
thì có cái sức hấp dẫn cực lớn đối với lại các bạn trẻ ạ. Câu 1 này, Zetsudai na kaihatsu niyotte machi no fuukei ga sukkari kawatta. Nhờ cái sự phát triển cực lớn mà phong cảnh thành phố, phong cảnh thị trấn nó đã thay đổi hoàn toàn. Dịch nghĩa thì ok nhưng mà không đi với cái hát sự đúng không nhỉ? Cái này các bạn phải dùng từ, các bạn có thể dùng từ daikibo. Đấy, là cái sự phát triển với quy mô lớn nó là một cụm cố định nhá. Tính từ đây na. Câu số 2 này. Sekai o tabi shite zetsudai na yama no sugata o shashin ni osameta. Tôi đã đi du lịch thế giới và tôi lưu lại đúng nhỉ? Cái bóng dáng những ngọn núi cực lớn vào ảnh thành những bức ảnh không phải. Đối với núi ấy, đấy, các bạn phải dùng từ gì? Các bạn dùng từ yudai, những ngọn núi hùng vĩ đúng không? Và các bạn dùng từ kodai thì mới được. Câu số 3. Koremade dare mo tsutta koto ga nai yō na zetsudai na sakana o tsuritai. Tôi muốn câu được con cá vô cùng lớn mà từ trước đến nay chưa ai câu được. Tất nhiên dịch vậy vẫn ok nhưng mà đi với một cái con vật đúng nhỉ, một cái đồ vật cụ thể thì không dùng cái từ zetsudai này. Đối với lại đồ vật con vật thì chúng ta hay dùng cái từ gì nhỉ, oki đúng không, từ phổ biến nhất là từ oki này, hoặc các bạn có thể dùng từ kyodai cũng được. Đây, câu 24, một từ cũng rất thú vị và nhiều bạn nghĩ đây là từ đau tay. Đây là gì nhỉ? Đây là teitai có nghĩa là to lớn, khủng khiếp, thảm hại đấy, chứ nó không mang nghĩa là đau tay nhá. Thì cái từ này ấy nó sẽ hay đi kèm với những từ sau, những danh từ sau, các bạn lưu ý bởi vì có thể người ta sẽ hỏi thi lại. Miss này, thất bại, khủng khiếp, thất bại to lớn đúng không, lỗi to lớn, shippai này đấy, sonshitsu tổn thất to lớn, tổn thất nặng nề này, hay là từ dageki cái sự đả kích, hay là gì nhỉ, hay là hihyo cái sự phê bình, vân vân. Đấy, thì nhưng mà đây là thường những từ mà hay gặp nhất đi kèm với từ teitai. Câu 1, shigoto de teitai misu o shite magari ni meiwaku o kaketa. Tôi đã mắc phải một cái lỗi khủng khiếp ở trong công việc và tôi đã làm phiền mọi người. Hợp lý đúng không? Bởi vì có từ phía sau là miss. Đấy. Đã đúng là một. Câu số 2. Daishū made wa teitai undō narubeku sakete kudasai. Cho đến tuần sau ấy thì hãy tránh hết mức có thể những cái bài vận động đau tay. Rất là nhiều bạn nghĩ nghĩa là đau tay và chọn cái này nhưng không phải nhá. Nghĩa của nó không phải thế. Đây chúng ta sẽ phải chọn là chứ, các bạn phải thay bằng từ hageshi đúng không nhỉ? Vận động mạnh. Câu số 3 này. Aki ga owatte toto teitai fuyu ga yatte kita. Mùa thu kết thúc và cuối cùng một mùa đông khủng khiếp đã đến. Cái mùa đông này phải dùng từ kibishi mới đúng. Kibishi. Câu số 4. Kuchikawa san wa hoka no hito yori teitai speedo de sanyo shita. Anh chị Kuchikawa ấy làm việc với một tốc độ khủng khiếp hơn những người khác, không đi kèm với lại từ speed độ. Đối với từ speed độ ấy, các bạn có thể dùng từ hayai. Đấy, là nhanh, hoặc là các bạn dùng từ sugoi, khủng khiếp. Nhớ nhá, từ tính từ teitai không phải là đau tay mà là to lớn, khủng khiếp, thảm hại đi kèm với lại những cái danh từ này đúng không? Tất nhiên nếu mà trong hoàn cảnh đời sống người ta lược bỏ bớt cái trợ từ ga đi thì từ te ga itai nó cũng biến thành te itai thôi. Nhưng mà đây là cái từ vựng của N1, chúng ta cũng hạn chế sử dụng trong đời sống hàng ngày. Câu số 25. Câu cuối cùng, đây là chữ dụ và chữ trí đúng không nhỉ? Đấy. Đọc là gì đấy? Đọc là yu chỉ. Này. Có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là hấp dẫn, thu hút, chào mời. Đấy. Những cái đối tượng phía trước ấy là những đối tượng
khi mà đến cái đó nhá, sẽ mang lại một nguồn lợi ích, nên là người ta sẽ cố gắng là thu hút, chèo kéo, chào mời họ đến. Và thông thường ấy, nó sẽ là các danh từ chỉ người này, chỉ tổ chức đấy. Ví dụ như là gì nhỉ, thu hút cai xạ này, thu hút công ty này, rồi thì cô dồ này, thu hút các nhà máy này, nhà xưởng này, thu hút các trường đại học đai gia cự này, có thể thu hút vốn này, Toshi đầu tư này đấy, hay là thu hút khách du lịch này, căng cô kia cự, vân vân. Chúng ta cùng xem câu 1. Chusajo de gakkari inga kuruma o nandai mo yuji shiteru. Ở bãi đỗ xe ấy thì người quản lý ấy họ đang gì đó hàng hàng rất là nhiều cái ô tô, họ đang gì đấy, họ đang trông giữ, đúng không? Các bạn có thể dùng từ đơn giản là từ azukatte, hoặc là từ phức tạp hơn sẽ là từ yudo. Đây từ này nhá, nhìn nó cũng na ná giống cái từ 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 yuchi này. Câu số 2. Gikai wa machi no keizai no katsuika saseru tame ni gojo o yuchi suru koto o kimeta. Để làm hồi phục lại cái kinh tế của thành phố, của thị trấn, thì Gikai là gì nhỉ, thì quốc hội đấy, thì hội nghị đã quyết định cái việc thu hút, chào mời các cái nhà máy, các nhà xưởng đến. Hợp lý đúng không? Đáp án 2 nhi bằng. Câu số 3 này. Jinzai ga fusoku shiteru tame kotoshi wa 100 nin ijou no shinryusha in o yuchi shita. Bởi vì nhân lực đang thiếu nên năm nay ấy, chúng tôi đã thu hút hơn 100 nhân viên mới. Bởi đằng trước đây là mặc dù từ chỉ người nhưng mà cái bối cảnh nó không hẳn là thu hút theo kiểu là để phát triển, để mình có lợi lộc hoàn toàn, đúng không? Đây chỉ là nhu cầu tuyển dụng thôi, thì chúng ta sẽ không dùng từ này mà các bạn dùng từ gì? Tuyển dụng sẽ dùng từ boshu nhá, đấy, hoặc là từ sayo. Câu số 4 này. Ano gakko wa atarashii kyoju ho yuji shita koto de hitobito no kanshi o atsumete iru. Cái trường đại học kia ấy bằng việc gì nhỉ? Áp dụng cái phương pháp đào tạo mới đấy, thì nó đang thu hút được cái sự quan tâm của mọi người thì mới hợp lý đúng không? Đấy, bởi vì đây có phương pháp cho nên sẽ không phải là thu hút, đây phải là áp dụng nhá. Cái này chúng ta dùng từ導入 thì mới hợp lý. Thì đấy là cái phần chữa bài ngày hôm nay. Tất nhiên là bởi vì là đề N1 cho nên là nó sẽ không dễ dàng đúng không? Các bạn có học rất là nhiều sách thì cũng sẽ có những từ các bạn chưa biết, thì lúc đấy thì chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều cái cách thức khác nhau, ví dụ như là loại trừ này, hay là giống như là suy luận từ mấy cái câu trước mà Cindy có nói. Các bạn hãy cố gắng là xem kỹ cái phần chữa để rút ra cái kinh nghiệm cho mình. Thì hôm nay phần chữa đề đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sắp tới. Mong các bạn sẽ luôn luôn theo dõi và ủng hộ anh Cindy.